Ngày xưa, ngày xưa, ở một vùng đất xa thật xa, có một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Một ngày kia, khi mẹ mất, ba cô đã lấy vợ kế. Người mẹ kế xấu xa, có hai cô con gái cũng xấu xa y như bà. Người mẹ kế và hai chị kế đối xử với cô rất tệ bạc. Mày không được ngồi cùng bàn với chúng tao đâu. Phải, mày không có tư cách ngồi với chúng tao. Ôi, cái ly rớt rồi kìa. Nhanh lên và dọn sạch đi lỡ lem mà. Khi mọi người đi chơi vui vẻ, thì cô phải ở nhà và làm việc nhà rất nặng nhọc. Người ở nhà gọi cô là lọ lem. Khi mệt mỏi, cô thường hay ngồi trước lò sưởi, đặt con mèo của cô vào vạt áo và cố gắng lấy lại tinh thần khi ngọn lửa sắp tàn. Một buổi sáng đẹp trời, mọi người nhận được lời mời từ cung điện. Một buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức ở cung điện theo lời mời của hoàng tử. Và tất cả các cô gái đến tuổi kết hôn sẽ được mời đến tham dự. Trong khi mẹ kế chuẩn bị cho hai cô con gái đến buổi khiêu vũ, lọ lem cũng miễn cưỡng giúp họ. Con phải là người đẹp nhất trong buổi khiêu vũ. Hoàng tử sẽ phải thích con. Sao con lại không được đến? Mọi cô gái đến tuổi kết hôn đều được mời mà. Cái gì? Mày đòi tham dự buổi khiêu vũ với trang phục này á? Đến ngày diễn ra buổi khiêu vũ, một mình ở nhà, lọ lem không kìm được nước mắt. Cô bắt đầu khóc. Ngay lúc đó, một ánh sáng phát ra từ lò sưởi. Từ trong ánh sáng đó xuất hiện một bà tiên xinh đẹp. Lọ lem không thể tin vào mắt mình, vì bà tiên đó chính là mẹ của mình. Mẹ ơi! Chào con gái yêu, mẹ đến để giúp con đây. Con cũng sẽ được đến buổi khiêu vũ trong cung điện. Thật hả mẹ? Nhưng bằng cách nào? Mẹ sẽ giúp con. Nào, hãy hái cho mẹ quả bí ngô lớn nhất trong vườn. Và mèo con nhanh nhanh bắt cho ta 7 con chuột. Bằng một cái đũa phép, bà tiên biến bí ngô thành một xe ngựa tuyệt đẹp. Sau đó, bà chỉ cái đũa phép vào mấy con chuột. Một con chuột biến thành tài xế và 6 con kia biến thành những con ngựa tuyệt đẹp. Bây giờ đến lượt con. Con trông như một công chúa. Nhưng mẹ ơi, con lại không biết nhảy đâu. Lỡ như hoàng tử muốn con nhảy thì phải làm sao? Với đôi giày kỳ diệu này, con sẽ nhảy hay nhất trong buổi khiêu vũ. Con phải nhảy với hoàng tử nhé. À, đừng quên nhé con yêu. Phép thuật này sẽ biến mất vào lúc nửa đêm, cho nên con phải rời khỏi buổi khiêu vũ trước khi đồng hồ chạm mốc 12. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ rời đi trước lúc nửa đêm, con hứa. Mẹ ơi, con sẽ lại được gặp mẹ chứ? Mẹ luôn luôn ở bên con. Khi lọ lem lộng lẫy và xinh đẹp bước vào cung điện, mọi người đều quay đầu về phía cô. Ngay cả các chị kế cũng không nhận ra cô. Và tất nhiên, lọ hoàng tử đẹp trai cũng bị quyến rũ bởi sắc đẹp của cô. Nhà vua và hoàng hậu cũng rất quý mến lọ lem. Như vậy mới gọi là công chúa chứ. Hoàng tử nhanh chóng mời lọ lem nhảy. Nhờ vào đôi giày thần kỳ, lọ lem nhảy lướt trên sàn. Người mẹ kế và các chị kế không nói nên lời trước vẻ đẹp của cô và nổi điên lên vì ganh tị. Lọ lem rất hạnh phúc và không nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh và hoàn toàn quên mất lời hứa với mẹ. Bất chợt nhìn thấy đồng hồ trên tường, đã gần đến nửa đêm. Rời khỏi chỗ hoàng tử đang đứng, cô chạy nhanh xuống cầu thang phòng khiêu vũ. Và trong khi chạy, một chiếc giày thần kỳ trượt khỏi chân, nhưng không đủ thời gian để quay lại nhặt.
đuổi theo Lọ Lem. Hoàng tử thấy chiếc giày nằm ngay cầu thang. Phải tìm chủ nhân chiếc giày ngay lập tức cho ta. Nếu cần thì có thể đi khắp cả nước để tìm cho bằng được. Người ta đi khắp cả nước, gõ mọi cánh cửa và cho tất cả các cô gái trẻ thử giày. Nhưng không có ai đi vừa chiếc giày. Cuối cùng, họ đi đến nhà Lọ Lem. Cả hai chị kế cũng thử giày. Cố gắng một chút nữa là vừa thôi, cố lên. Đúng đúng, chân con gái tôi chỉ bị sưng một chút vì nó đang bị bệnh. Nhưng chiếc giày không vừa chân của cả hai chị em. Người đàn ông nói rằng thủ lĩnh của họ đã thấy một cô gái khác trong nhà. Còn một cô gái trẻ ở trong nhà kìa. Ngay khi Lọ Lem xỏ chân vào chiếc giày thì người ta đã biết chiếc giày là của cô, vì chiếc giày vừa khít chân cô. Xin mời cô hãy về cung điện với chúng tôi nhé cô gái trẻ. Hoàng tử đang đợi cô đó. Người của hoàng tử dẫn Lọ Lem đến cung điện. Khi hoàng tử thấy Lọ Lem, anh nhận ra là Lọ Lem ngay và rất vui khi thấy cô. Hoàng tử lập tức quỳ xuống và cầu hôn cô. Em hãy cưới anh nhé, công chúa của anh. Lọ Lem vui vẻ đồng ý ngay với lời đề nghị của hoàng tử. Và họ sống rất hạnh phúc mãi về sau. Nhưng làm thế nào mà chiếc giày vẫn không mất đi phép màu? Mẹ luôn luôn ở bên con. Dĩ nhiên rồi, mẹ là mẹ của con mãi mãi. Ngày xưa, có một tòa lâu đài tuyệt đẹp trên vùng đất xa, thật là xa. Trong tòa lâu đài tráng lệ này, có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Hoàng hậu chỉ mong ước một điều là có một cô công chúa xinh đẹp. Một ngày đông lạnh giá, khi hoàng hậu đang may vá cạnh cửa sổ, thì bất chợt bị kim đâm vào tay. Ngay lập tức, bà lau máu bằng một miếng bông và lúc đó bà đã ao ước. Ước gì ta có một cô công chúa, da trắng như tuyết, mắt sáng hơn viên ngọc sáng nhất và đôi môi màu đỏ anh đào, và một trái tim đầy niềm vui và hạnh phúc. Và một ngày nọ, mong ước của vị hoàng hậu tốt bụng cũng thành hiện thực. Bà sinh được một công chúa xinh đẹp và đặt tên cho công chúa là Bạch Tuyết. Nhiều năm nhanh chóng trôi qua và hạnh phúc của họ không kéo dài được lâu. Không lâu sau đó, hoàng hậu tốt bụng lâm bệnh và qua đời. Sau một thời gian, đức vua già đi và trở nên vô cùng yếu đuối, nên ông tái hôn với một phụ nữ khác. Hoàng hậu mới cũng xinh đẹp nhưng lại có trái tim ác độc. Bà rất kiêu ngạo và đố kỵ. Mỗi ngày, vị hoàng hậu nhìn vào gương thần và hỏi: gương kia ngự ở trên tường, ai là người xinh đẹp nhất trong chúng ta? Và gương thần đáp lại: không ai hơn được bà cả, bà chính là người đẹp nhất thế gian này. Và hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời này. Với sự xuất hiện của vị hoàng hậu ác độc, mọi thứ trong lâu đài bắt đầu thay đổi. Vì những việc làm độc ác của bà, vương quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề. Để giải quyết rắc rối, đức vua phải rời khỏi lâu đài. Vị hoàng hậu độc ác rất vui khi đức vua ra ngoài, vì bà có thể làm những gì bà thích. Nhiều năm trôi qua rất nhanh và Bạch Tuyết lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp. Ở một nơi không xa lắm, hoàng tử đột nhiên thấy hình ảnh phản chiếu của Bạch Tuyết qua dòng sông nơi mà hoàng tử uống nước. Hoàng tử ngay lập tức nhìn quanh nhưng không thấy ai ngoài những chú chim bay trên đầu. Một ngày nọ, hoàng hậu lại đứng trước gương thần. Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta? Gương trả lời: tôi xin lỗi bà, không phải bà đâu, thưa hoàng hậu. Bạch Tuyết là người
đẹp nhất thế gian này. Hoàng hậu điên tiết lên khi nghe gương thần trả lời. Bà nhanh chóng gọi người đi săn cẩn thận và đưa ra yêu cầu hết sức ghê rợn. Ngươi mang Bạch Tuyết vào rừng và mang trái tim của nó về cho ta. Mấy tên lính dẫn Bạch Tuyết đến gặp hoàng hậu. Chào con Bạch Tuyết, ta nghĩ chắc là con buồn khi ở mãi trong lâu đài. Hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành ở trong rừng nhé. Đừng lo lắng gì hết. Người thợ săn dẫn Bạch Tuyết vào sâu trong rừng. Hắn phải làm theo lời hoàng hậu. Nhưng nhìn Bạch Tuyết với trái tim trong trắng, đầy lương thiện, người thợ săn không đỡ làm hại cô. Anh ta cảnh báo cô không bao giờ được quay trở lại lâu đài. Và khi hoàng hôn buông xuống, anh ta để cô lại trong rừng và quay trở lại lâu đài. Bạch Tuyết rất sợ hãi khi chỉ có một mình trong bóng tối ở trong rừng. Cô ngồi dưới một gốc cây và bắt đầu khóc, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết thức dậy khi tiếng chim líu lo và nhiều bạn thú nhỏ vây quanh cô. Bởi vì các con vật biết cô là ai và là công chúa đáng yêu của chúng, nên chúng dẫn đường cho Bạch Tuyết. Chúng đưa cô về nhà chúng, ngôi nhà nhỏ nhắn và đáng yêu. Một chút ngập ngừng, Bạch Tuyết mở cửa. Mọi thứ trong nhà đều nhỏ xíu và rất lộn xộn. Bạch Tuyết không biết nhà của ai, nhưng cô không còn nơi nào để đi. Cô quyết định dọn dẹp mọi thứ. Sau khi dọn dẹp trong nhà cho đẹp đẽ và tinh tươm, Bạch Tuyết nấu nướng với những dụng cụ nhà bếp nhỏ xíu và ăn một chút gì đó. Trong căn nhà nhỏ này, cũng như mọi thứ khác, thì những chiếc giường cũng bé xíu. Vì Bạch Tuyết quá mệt, cô gần như muốn thiếp đi. Cô nghĩ rằng không có gì nguy hiểm ở đây với cô, và cô ngủ trên hai chiếc giường ghép lại. Buổi tối đến, bảy chú lùn là những chủ nhân đáng yêu của căn nhà xinh xắn về đến nhà sau thời gian làm việc ở trong mỏ. Khi vừa bước vào, họ rất ngạc nhiên. Căn nhà tinh tươm, đẹp đẽ và sạch sẽ. Thêm vào đó còn có mùi thức ăn ngon lành. Mơ màng muốn có một bát súp ngay, nhưng vì vụng về nên anh làm đổ nó ra sàn nhà. Thầy thuốc cố gắng tìm lời giải thích về những gì đang diễn ra. Tất cả mọi thứ đều rất đáng nghi. Ai đã làm tất cả chuyện này vậy? Nếu như mà tôi được ngủ, tôi tin là tôi có thể tìm ra tất cả câu trả lời. Ngái ngủ vừa nói vừa ngáp. Bảy chú lùng im lặng bước lên cầu thang. Khi họ bước vào phòng ngủ, họ không thể tin vào mắt của mình. Một cô gái xinh đẹp nhất mà họ từng thấy đang nằm trên mấy chiếc giường tí hon. Nghe thấy tiếng động, Bạch Tuyết choàng tỉnh và cô thấy 14 con mắt của bảy chú lùn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, với một chút ngập ngừng, cô mở lời. Thật ra tên của tôi là Bạch Tuyết. Tôi xin lỗi nếu làm phiền các bạn nha, nhưng tôi không cố ý làm hại các bạn. Ồ, chúng tôi chắc chắn về điều đó, vì cô đã dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây và còn nấu ăn cho chúng tôi nữa. Thầy thuốc trả lời và giới thiệu họ. Chúng tôi là bảy chú lùn. Đây là Vui Vẻ, Cọc Cằn, Mơ Màng, Hắc Xì, Trục Trè. Và tôi là thầy thuốc. Và... Đằng kia là ngai ngủ. Bạch Tuyết rất vui
vì bây giờ cô có thêm 7 người bạn vui vẻ hơn. Bạch Tuyết kể cho họ về những gì đã xảy ra. 7 chú lùn rất buồn khi nghe kể và họ muốn cô ở lại với họ. Đồng ý ở lại với họ, Bạch Tuyết luôn luôn giúp đỡ họ. Họ luôn sống vui vẻ và hòa bình với nhau. Nhưng niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, hoàng hậu lại hỏi câu hỏi cũ với gương thần. Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta? Gương thần trả lời như cũ. Tôi xin lỗi thưa hoàng hậu, Bạch Tuyết là người đẹp nhất trong chúng ta. Hoàng hậu nghĩ là cô đã chết. Bà không biết rằng trái tim mà người thợ săn đưa cho bà là trái tim của một con nai. Hoàng hậu nhận ra sai lầm khi tin vào người thợ săn và quyết định tự mình kết thúc việc này trong thời gian thuận lợi. Trong buổi sáng đầy niềm vui ở nhà 7 chú lùn, Bạch Tuyết hôn lên má 7 chú lùn trước khi họ đi làm. Thầy thuốc cảnh báo lại như mọi khi. Đừng quên luật lệ của chúng ta đó. Bất kỳ người lạ nào tới đây gõ cửa, khi chúng ta không có ở nhà thì không được trả lời. Được rồi thầy thuốc. Nhưng mà các bạn đừng có về trễ nha. Khi Bạch Tuyết đang chuẩn bị cho bữa ăn tối, có tiếng gõ cửa. Cô không nghĩ là các chú lùn trở về vào giờ này. Xin hỏi ai đó? Có phải là anh không thầy thuốc? Từ bên ngoài, giọng một bà lão cất lên. Tôi không có ý xấu, cô gái nhỏ. Làm ơn mở cửa đi. Nhìn qua lỗ nhỏ, Bạch Tuyết thấy một bà lão tội nghiệp bên ngoài và nghĩ là bà ta không có ý xấu, nên cô mở cửa. Ôi, cô gái xinh đẹp thân mến, tôi là một bà già nghèo đi ngang qua đây. Cô làm ơn cho tôi một tô súp, tôi sẽ biết ơn suốt đời. Bạch Tuyết đưa bà lão vào trong và mang cho bà một tô súp nóng. Cảm ơn cô nha cô gái. Tôi không có tiền, nhưng tôi có một quả táo đỏ tươi ngon nhất dành cho cô. Chỉ cắn một miếng thôi là đã ngon tuyệt trần. Bạch Tuyết tò mò nên cắn một miếng táo, và ngay lập tức cô ngất đi và té xuống sàn nhà. Bà lão không ai khác chính là mụ hoàng hậu cải trang. Và quả táo ngon tuyệt trần nhưng đầy chất độc. Chỉ cắn một miếng là đủ đưa Bạch Tuyết vào một giấc ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh dậy. Khi 7 chú lùn trở về nhà, họ thấy Bạch Tuyết đang nằm trên nền nhà. Thầy thuốc tìm thấy quả táo với vết cắn. Quả táo cô ấy đã ăn toàn chất độc, chính là một hoàng hậu độc ác đã làm đây mà. Bạch Tuyết vẫn rất đẹp ngay cả khi ngủ. Các chú lùn đặt cô trong một cái hòm thủy tinh làm từ những loại đá quý hiếm nhất, và họ đặt cô trên đỉnh đồi, nơi mà tất cả các bạn cô ở trong rừng có thể thấy được. Một ngày nọ, hoàng tử đến khu rừng nơi mà Bạch Tuyết đang ngủ. Những người bạn của Bạch Tuyết chỉ đường cho chàng và mang chàng đến cạnh hòm thủy tinh nơi cô đang ngủ. Hoàng tử không tin vào mắt mình. Công chúa xinh đẹp mà chàng thấy phản chiếu trên dòng sông và đã theo chàng vào những giấc mơ đang nằm ngay trước mặt chàng. Chàng đẩy nắp hòm ra và hôn Bạch Tuyết. Ngay lúc đó, giấc mơ của Bạch Tuyết và hoàng tử trở thành hiện thực. Tình yêu của họ vượt qua tai ương và mắt Bạch Tuyết mở ra. Cũng vào lúc đó, biết được tất cả những gì xảy ra cho con gái, nhà vua đập vỡ gương thần và đưa hoàng hậu đi khỏi lâu đài xa thật xa. Bạch Tuyết quay trở lại lâu đài của cô và tái hợp với cha. Bạch Tuyết và hoàng tử đã có một lễ cưới kỳ diệu. Nhà vua, Bạch Tuyết, hoàng tử cùng 7 chú lùn sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.